Dạ, con xin phép ba mẹ, con được giới thiệu, đây là Thảo, bạn gái của con. Mẹ không đồng ý, mẹ cũng phản đối, mẹ không có ý kiến. Sao không có ý kiến? Trời đất ơi, không lẽ bà muốn tụi nó đến với nhau hả? Bà quên cái tiêu chuẩn mà đứa con dâu hoàn hảo của mình sao? Đây là cái quán mà. Nhưng mà mẹ, Thảo là người tốt mà mẹ. Tốt cái gì chứ? Phải chi mà như là con bé Thư, nhân viên á, ha, hiền lành, thùy mị nết na, thì mẹ còn vui, mẹ còn đồng ý, mẹ chúc mừng cho con. Nhưng cái cô gái này á, là mẹ phản đối. Tùng à, con làm mẹ thất vọng quá à. Mẹ, sao tiện mẹ nói vậy vậy mẹ? Trời ơi con, mẹ cũng đồng ý giống mẹ trúc con á. Con nhỏ này không có cái điểm nào coi được hết trơn rồi. Con cứ biết là nó đã làm cho mấy mẹ như thế nào đâu. Dạ, dạ con xin lỗi. Nhưng mà thật sự tất cả những chuyện đó đều là những sự cố ngoài ý muốn. Dạ con cũng không muốn nó xảy ra đâu ạ. Dạ đúng rồi đó mẹ. Chắc là có sự cố ngoài ý muốn xảy ra thôi chứ không phải vậy đâu mẹ. Tại vì con thấy Thảo là một người rất là đặc biệt nè, hiểu chuyện, rất là biết điều luôn. Chắc chắn là có hiểu lầm đó mẹ. Ý con nói là những cái chuyện mà nó làm với các mẹ là có lý do của nó đúng không? Vậy thì như tại các mẹ làm ra những lỗi lầm rồi tự mình chuốc lấy đau thương, chịu chưa? Đây là cái quán. Xịt cái con khỉ á. Phải, ý con không phải là như vậy đâu. Thôi được rồi, không có nói nhiều nữa. Nói tóm lại á, là mẹ không đồng ý cái cô gái này nha. Và cái cô này cũng không đủ một cái tiêu chí gì mà để làm dâu các mẹ hết á. Đó là chưa kể tới cái chuyện cô ta xung khắc với mẹ. Cứ gặp cô ta ở đâu á là mẹ có chuyện à. Hai đứa chia tay sớm mất đau khổ. Đúng, chia tay sớm mới đau khổ đi. Nó không có điểm gì để mà con thương nó hết trơn rồi. Tùng ơi là Tùng, con có quá nhiều đặc điểm mà con. Trời ơi, bây giờ con có thể quen con gái đại gia được nè. Con gái nhà thiên kim, tiểu thư nhà giàu. Có nhiều cô xinh đẹp với con, ai cũng trầm trồ. Trời ơi, cái cặp này sao nó xứng đôi quá. Còn trong cái con nhỏ này không có một cái ưu điểm gì hết trơn rồi á. Mẹ. Dạ, con xin lỗi ba cô. Con xin lỗi cô, con xin lỗi cô. Con xin lỗi vì tất cả những chuyện trước đây con đã gây ra cho ba cô. Con biết đó là tất cả những chuyện xảy ra trước đây á đều mang lại phiền phức cho bé cô. Nhưng mà thật sự con không muốn chuyện đó xảy ra. Và thật sự là con yêu thương anh Tùng. Tình cảm con dành cho anh Tùng á hoàn toàn là xuất phát từ trái tim. Đó là một tình cảm chân thực nhất. Và con muốn nói là cho dù có như thế nào, tụi con vẫn sẽ nắm tay nhau đi đến cuối con đường này. Với lại thời buổi bây giờ là thời buổi gì rồi, cũng không còn có chuyện cha mẹ đặt đâu con cái sẽ ngồi đó. Tụi con sẽ cùng nắm tay nhau đi đến cuối con đường, sẽ tự tìm hạnh phúc cho tụi mình. Cho dù ba cô có ngăn cản như thế nào thì con xin tuyên bố là con vẫn sẽ cưới anh Tùng làm chồng. Anh Tùng nhất định sẽ là chồng của con. Con xin lỗi ba cô. Mình đi anh. Trời. Con xin lỗi ba mẹ. Trời đất ơi. Tôi chết. Trời, mấy bà có nghe nó nói gì không? Tôi chết. Trời ơi nè, tôi nói thiệt cái bà con này không phải dạng vừa nghe. Có mặt ba đứa mình á mà ngang nhiên mà giành giật thằng con trai mình như vậy đó. Còn bà xưa nay giờ không nói gì trơn vậy mà làm thinh vậy? Không lẽ bà muốn tụi nó đến với nhau hay sao? Nghe nó nói không? Con nhỏ đó đó, nó một câu tuyên bố về tình yêu rất là mạnh mẽ. Con nhỏ đó tôi thấy được à. Được, cái con khỉ á. Bà bị gì vậy hả? Bà bị sang chấn tâm lý rồi hả? Bà không có bình thường hả? Tôi nói cho mấy bà biết nghe, tôi không thể nào cho cái cặp này để đến được với nhau đâu. Bằng ngoại thủ đoạn, bằng bất cứ cái nào, tôi sẽ không cho tụi nó đến được với nhau. Hồi nãy là thiệt hả? Không. Hồi nãy tại em giận quá nên em nói đại vậy thôi à. Em xin lỗi nha, anh đừng nghĩ đó là sự thật nha. Mà thiệt tình á, em không nghĩ ở trên đời này là có một cái chuyện quan gia ngõ hẹp tới như vậy. Tại sao á ba cô đó lại là mẹ của anh chứ? Chuyện thiệt mà cứ như ở trong phim vậy. Mà nè, sao anh có đến ba người mẹ mà không nói cho em biết ngay từ đầu? Anh xin lỗi, anh quên nói. Thảo, lúc nãy em nói vậy để cho đã mình thôi đúng không? Vậy em có nghĩ tới chuyện mình sẽ lấy nhau không?
tại vì em nghĩ là tụi mình chỉ mới vừa có quen nhau thôi à, nên là sao mà tính đến chuyện cưới hỏi được liền. Trời, với lại hồi nãy á, giáp mặt với mẹ của anh bị như vậy á, là em đã thấy hơi nổi ớn ớn, nổi da gà rồi đó. Mà anh biết không, hồi nãy anh nhìn thấy em hùng hổ vậy thôi chứ trong lòng em run lắm luôn á. Anh nói nghiêm túc nè. Hả? Em có bao giờ nghĩ tới chuyện mình sẽ lấy nhau không? Em có yêu anh không? Có. Em yêu anh. Nhưng mà tụi mình chỉ mới vừa quen nhau thôi mà, làm sao mà nghĩ đến chuyện cưới nhau được. Em nói cũng đúng. Em nghĩ chắc em cần thêm thời gian đúng không? Hả? Thời gian để suy nghĩ chuyện tụi mình đó. Tôi nói thiệt nha, tôi ngồi đây tôi chờ nghe, thằng Tùng về đây ha, tôi sẽ ép nó chia tay với con Thảo đó. Nó bực thiệt chứ. Nhưng mà bà cũng bớt nóng lại, bình tĩnh, mình giận quá là mất khôn. Thằng Tùng mà rơi vô tay con bé đó là mệt đó, nó không phải dạng vừa đâu. Nè, tôi có ý kiến như vậy, mấy bà đừng can thiệp vào chuyện đó nữa, để cho tụi nhỏ nó tự quyết định, tự suy nghĩ đi. Trời đất ơi, bà làm sao vậy hả? Bà chưa có bình thường nữa hả? Bà đi vô phòng mà ngủ giùm tôi, bà nghỉ giùm tôi cái đi nha. Cái chuyện của thằng Tùng để cho tôi với bà Cúc lo. Bà khỏi xen vô. Tùng, lại đây. Trời ơi, mấy các mẹ chờ con, vô đây. Ngồi đây, nghe mẹ nói đây nè. Con có biết là ở trong nhà này các mẹ đều thương yêu con hay không? Tất cả làm là vì tốt cho con. Dạ, con biết là như vậy. Nhưng mà ba mẹ chưa có gặp và tiếp xúc với cổ, cho nên là không có biết được cổ như thế nào mà. Trời ơi, con sao con khờ khạo quá đi. Con trẻ người non dạ lắm. Giang hồ hiểm ác lắm con ơi. Con nhỏ đó, nó còn trẻ tuổi ha, nhỏ vậy mà nó trừ nó là cáo già đó con. Trời ơi, con không có biết hết đâu ha. Bữa đó hả, nó là không có quen biết với mẹ, với lại mẹ Mai, mà nó dám quay phim tôi với bà đi coi bói đó. Thấy lên mạng, tôi bà mất mặt chơi. Chưa hết nha, còn vô cái shop quần áo, nó dám đổ thừa mẹ là người ăn cắp. Con nghĩ đi, mẹ vậy mà đi ăn cắp đồ. Sau này nhờ cái shop Minh Hoa cho nên mẹ là trong sạch. Đó, chưa hết, nó còn phá mẹ trước con nữa, đúng không? Phải đó con. Con có biết á, là con nhỏ đó đó, nó dám đổ nguyên một cái ly sữa vô mặt của mẹ nè. Chưa hết đâu, nó còn làm rách cái váy của mẹ nữa chứ. Đó, chưa hết. Bà Mai, cái con Thảo đó đó, nó làm gì bà nói cho thằng Tùng biết đi. Đâu làm gì đâu. Nói chỉ là một cái sự vô ý của cô ta làm cho mẹ mất con dịch. Nhưng mà cái chuyện đó nó không dính líu gì tới cái chuyện tình cảm như con với cô ta hết á, cho nên mẹ không có ý kiến. Bà Mai, bà nói cái gì vậy? Bà Mai, bà bị cái gì vậy? Bà đi vô phòng bà ngủ giùm tôi cái đi. Còn con á, đừng có nghe lời mẹ Mai con nói. Bà đang bị tâm thần bất ổn đó, tại mất cái con dịch của bà đó. Mẹ nói cho con nghe nè, cái cô Thảo này đó không có phải là cái người vừa đâu. Chưa chắc gì cổ yêu thương con thật lòng. Con tránh xa cổ ra đi. Chắc là mấy mẹ nói đúng. Chắc là cổ không yêu con thật lòng đâu. Thôi, con xin phép lên phòng trước. Thái độ nó vậy là sao? Đáng lẽ mình nói con nhỏ kia nó phải bảo vệ, phản ứng dữ dội nó binh vực nhỏ kia chứ. Sao mà nó bu xui, nó sủi lơ vậy hả? Ê, có khi nào hai đứa nó chia tay không? Chia cái gì mà chia. Con đó hồi nãy nó đã nói là đám cưới rồi, dễ gì mà nó chịu buông tha như vậy. Con đó đó, nó cứng đầu lắm. Tôi biết tánh con đó mà. Chưa chắc. Nhiều khi hai bà làm quá khiến cho nhỏ sợ, nó phải suy nghĩ lại là có nên tiếp tục với thằng con mình không, hay là chia tay. Chắc cũng vì hai bà nó sợ. Ê, nếu mà vậy thì tốt. Rồi thằng con trai của mình nè,
nhà giàu, đẹp trai, học giỏi nè. Trời ơi, thiếu gì đứa xứng đáng hơn. Đúng rồi, nếu mà chia tay sớm đi, tôi khỏi đóng vai người ác. Mà thì tôi nói thiệt á, tôi cản thằng con mình vậy đó. Mà con nhỏ đó mà nó cứ đeo theo hoài, thiệt sự tôi cũng không biết tính sao luôn á. Rầu thiệt. Thiệt là không ngờ ba cô đó lại là mẹ của anh Tùng. Nếu như mà không phải do chính miệng anh Tùng nó ra, tôi cũng không nghĩ trên đời này có một người có tới ba người mẹ luôn hả. Tôi cũng không tin luôn á. Sao cuộc đời của bà nó drama còn hơn phim Hàn Quốc luôn á. Mà chuyện một nàng dâu với một mẹ chồng thôi á là tôi đã thấy nó rất là khổ rồi. Còn này bà tới ba bà mẹ chồng. Bà mà về nhà đó là khó sống lắm á. Thôi đừng nhắc tới nữa, tôi sợ lắm rồi. Hôm qua tôi đã đối mặt với ba cô đó, tôi tức quá, tôi nói đại nhất định con sẽ là vợ của anh Tùng đó. Bà coi ghê chưa. Xong rồi bây giờ tôi không biết làm sao luôn. Cái anh Tùng anh tưởng thiệt, rồi ảnh đi ra công viên, cái xong sau đó tự nhiên cái giận tôi luôn, rồi bây giờ không nhắn tin không gì hết. Bộ bà không yêu ảnh hả? Không. Không, ý tôi là yêu. Nhưng mà cái chuyện yêu với lại cái chuyện này nó không có liên quan tới nhau. Yêu thì yêu nhưng mà cũng chỉ mới yêu nhau thôi mà. Sao mà đề cập đến mấy cái chuyện cưới xin rồi làm dâu này nọ được. Với lại bà thấy đó, tôi với mẹ anh Tùng như vậy, không biết giải quyết làm sao luôn chứ ở đó mà yêu với lại làm dâu. Rồi tóm lại là bây giờ bà với anh Tùng như thế nào? Giận rồi. Giận luôn rồi. Nhắn tin không trả lời, không gọi điện không bắt máy. Tôi thấy là bà đừng có vô tư như vậy, mau lo mà làm lành lại đi. Thôi, mệt quá. Tới đâu hay tới đó đi. Công việc có thì đang bù đầu, chạy deadline cho sếp kìa. Thôi, đâu quan tâm mấy chuyện ngoài lề.